Ay, ay, đậu phộng, trời trời. Lòng vòng ghê luôn á tay, quá trời. Trời. Đừng để dính ba cái độc nó.
giờ mình chưa bật cái lên kìa, chưa bật cái đam lên kìa. Rồi tới đây hết rồi. Rồi giờ còn không. Kì. Tới đây thôi ha. Vô duyên trời. À không. Ok, chúng ta đang quay lại cái chúng ta đã quay là Memphis nè. Ok. Giảm tải được cánh cửa. Have you heard the talk about this Greek hero? Mighty as the truth is, thing I have been a soldier all my life. I could not. What's left of the army can be soon. There won't be. Soon there won't be. Sometimes it is hard to remember the old life. There were the ceremonies and rituals. Yes. These monsters have. We have tried to follow the old ways. Those old times are a dream. Well, look, a mighty warrior from foreign lands. I'm sure you will find just what you are looking for.
and Osiris were brothers. I don't have time for idle chit-chat. I'm too busy. I suppose you'll want something that's sold out. The problem is, the staff is somewhere in the Great Pyramid of Giza. That is, the tomb of Khufu. Rồi từ cái chỗ Giza này nè. Đó chỗ Giza này nè. Mình đi ra đây mình sẽ có là mình sẽ gặp đây cũng có hang nè, 1 2 nè. 3 nè. 3 cái hang này. Thì hình như là mình đi cái hang này nè. Qua một cái chỗ khác. Không chỗ nào. Rồi sau đó mới chui qua tới Fayum. Rồi từ Fayum mới đi qua đây, Fayum là đây nè. Nè Fayum nè. Từ Fayum còn đi lên trên nữa. Nó là chưa lên trên. Thank you.
No, no, no. Bởi vì nếu mà đi vô đó có thể là mình sẽ không có hoàn thành mấy cái side quest khác được. Từ từ. Side quest là để Inhotep có thể kết nối người thường và thánh thần, thì hai cái vật phẩm mà gọi là cổ đại gì đó, Hand Balance và Eye of Chaos phải được lấy lại. Tên Eye of Chaos ở region gần Phaeum. Tên là Hand of Balance ở Giza. Ok, vậy là mình sẽ đi lên đây là để